Ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Y tế Cuba. Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba Tania Margarida Cruz Hernandez tiếp đoàn. Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Tùng, Đại sứ Việt Nam tại Cuba. Tại buổi làm việc, các đại biểu thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế Cuba đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình y tế gia đình, đào tạo bác sĩ, công tác an sinh xã hội, công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học công nghệ cao. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, chuyến công tác lần này nhằm triển khai các cam kết của lãnh đạo hai bên trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác thành phố Hồ Chí Minh-Cuba. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được đón các chuyên gia của Cuba đến thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay về chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, sinh phẩm. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn hợp tác giữa ngành y tế hai nước ngày càng phát triển toàn diện và hiệu quả, xứng đáng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Cuba. Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba Tania Margarida Cruz Hernandez cho biết, người dân Cuba được chăm sóc sức khỏe miễn phí với hệ thống y tế được tổ chức với 3 cấp, gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe cơ bản và chăm sóc chuyên sâu. Trong đó, Cuba xác định việc chăm sóc sức khỏe ban đầu là quan trọng để nâng cao sức khỏe người dân, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt, Cuba có mô hình bác sĩ gia đình chăm sóc sức khỏe nhân dân được đánh giá là thành công, dù đối diện với nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Cuba có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Việc xuất khẩu bác sĩ là một trong những nguồn thu quan trọng hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bà Tania Margarita Cruz Hernandez chia sẻ, Bộ Y tế Cuba sẵn sàng cử bác sĩ chuyên gia đến thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thành phố chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đã đến và dâng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc Cuba, José Martí. José Martí là nhà tư tưởng, nhà cách mạng và nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước Cuba thế kỷ 19. Vai trò vị trí của José Martí đối với cách mạng Cuba được so sánh với vai trò vị trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Ông được xem là người Mỹ Latin và là người Cuba đầu tiên phát hiện Việt Nam và đặt nền móng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại La Habana. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng trong công viên Hồ Chí Minh, rộng 5.600 m². Trước đó, ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát các điểm và thiết chế văn hóa tại thủ đô La Habana, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã trao đổi về tình hình các doanh nghiệp và cư dân Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba.